Dạ Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog chiều nay ạ. Thì chiều nay Bùi Hải lau mộ cậu rồi mà chưa thắp nhang. Giờ Bùi Hải thắp nhang cho cậu với thắp nhang cho xung quanh hàng xóm của cậu luôn nha cô chú anh chị ơi. Dạ Hải My 14 xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Hải My 14 chiều nay ạ. Thì chiều nay vào lau mộ cậu mà nãy giờ cũng chưa thắp nhang nữa. Có cô khán giả vô làm hết hồn luôn. Bây giờ sẽ thắp nhang cho cậu với thắp nhang cho ông bà hàng xóm của cậu ha cô chú anh chị. Đèn ống ngay đi. Thắp nhang bự hả anh Ngọc? Còn. Thôi đỡ rồi đốt ba cái này đi. Trồng về tới cây làm đi cậu độ. Đình phân đấu nhớ nhớ đợt quên nó quên lấy cục khăn giấy nha, lau mấy cái bộ này chứ cục khăn giấy để đâu vậy anh Ngọc? Trong thùng nè đó, thùng đẳng đó đóng luôn rồi một. Bác Mai Văn Tú và cô chú anh chị. Mai Văn Tú.
cô chú anh chị hãy gửi thắp nhang về lâm mộ luôn cô chú anh chị. Con xa. Anh ông nắm cho mấy. Nắm giùm mà vô lau cho nó lại. Đây là bác hải xa cô chú. Chút tắt cái nước qua đây tứ cây của cây mấy cây thì trang hết queo hết à. Cô chú anh chị trang nè, thấy bông trang nè, lâu quá không tưới nước nó héo gì nè. Chút nhập tưới cây cho cậu rồi xong rồi tưới nước qua tưới cây luôn. Cô chú thấy không? Cây mà lâu quá không tưới là vậy đó cô chú. Thứ hờ bên cậu mà mấy ngày không tưới là nó héo ra gì luôn. Bây giờ Ngọc mỗi ngày mỗi tưới. Lâu quá cô chú anh chị không lao mộ bác bắt hơi xa chưa. Lúc mộ của Huệ làm cũng vậy á, lúc hồi đó mộ của Huệ cũng vậy. Giờ anh em mình người lao một tay một chân từ từ hết. Đây đi hãy đây đi đây, hầu anh rửa này cho hầu anh kéo nước qua đây. Dây hầu anh kéo nước, anh kéo nước dây qua tứ vậy em lau mặt em lau mặt chút cái gì anh rửa cho anh sạch nước nha. Nó lâu quá rồi. Cô chú thấy không nè, cây không có đường vô luôn mà. Cây trang này. Hai cây luôn nè cô chú, cây trang đây nè, hầu lâu quá không tứ héo gì luôn, khô đắt luôn. Cũng có tứ nhưng mà nói chung là con mộ mà mình có chăm sóc thì nó đẹp phải không hai? Đúng rồi, nó mới mình cũng như mộ cậu của chú lúc nào cũng đẹp, đẹp và sạch nữa. Em lau mặt cho anh, lau mặt cho chút xíu anh rửa cho anh giỏi nha. Chứ nè cây héo gì nè giờ. Cô chú thấy anh chị, cô chú anh chị thấy héo gì. Nắng quá. Tớ mà cây trang mà còn chịu còn không nổi. Trang là chịu nắng hay lắm đó cô chú anh chị. Mà chịu còn không nổi. Đây là cô vậy. Chút nước vừa anh tứ cây luôn, cây héo quá. Đây là vợ bắt tôi còn
soạn giả anh Việt Kiều. Nhập nhớ hết luôn hả? Dạ. Cả năm nay là còn gì nữa. Năm nay mà không nhớ từ mộ tên mộ thôi rồi. Nhớ là cho anh về học lại lớp 2. Cùng tên với tí chuột nè, Nguyễn Văn Tý. Họ Nguyễn luôn hả? Ừ, Tý của Nguyễn Văn Tý nè. Tý cũng không Nguyễn nữa. À, cũng Văn Tý luôn hả? Phải không đó là hậu. Cùng tên thôi. Còn cùng họ thì không biết, cùng lót thì không biết thôi, mà cùng tên. Tên cùng họ, chữ lót không biết hả? Ừ. Bác Khánh Sang. Bác Khánh Sang là ra tuồng qua cái cầu. Cái gì ta? Cây là mẫu về chú rồi, cây gì ta? Cái đó thì quên chạy, nó ngang qua rồi. Mình ngay xương luôn. Bên bên mẫu chú cũng có 2-3 cây á. Bên ngay xương của chú anh chị. Nói về bác Anh Sang là nhớ tuần qua cầu Dịch Lụ à. Nổi tiếng bài đó đó hả? Quỳnh Nga ơi. Đây nhà thơ Ngô Anh Chương. Này có cuốn sách bự dữ à. Bài thơ. Cuốn sách để gặp ừ, thơ. Bài thơ. Đây là cô Bích Lăng. Dạ, dạ là cuốn vở phải cuốn sách. Quá trực tình sơn. Bác này thổ càng hay lắm đó cô chú. Mà thổ không phải ở Việt Nam đâu. Thổ càng càng sắc sâu. Bác này là thổi ở bên Mỹ á, đi là thổi trung tâm Thúy Nga. Dạ, Hải My 14 cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Hải My 14 ạ. Dạ, Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo vào ngày mai của Bùi Hải Vlog ạ. Nếu mà cô chú có xem kênh của Bùi Hải, có thương thì cho Bùi Hải xin một lượt like, một lượt đăng ký, để Bùi Hải có động lực làm những video hay nhất tại mộ người xỉu Tú Vũ Linh, gửi tới cho cô chú anh chị gần xa xem ạ. Một lần nữa Bùi Hải xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ạ.